Đấy. Mình sẽ làm trước đề 231C này xong mình chữa nhé. Thì kết quả ta thấy là đấy, có kết quả này thấy là đôi khi là nhiều khi là cũng nghĩ là mọi người là sai câu số 5 thôi, nhưng mà trong cái đôi nhiều người sai hết. Câu này là hình như có năm đi thi tốt nghiệp nó kia hay sao ấy. Chúng ba đi bạn luôn hận rồi. Thế này, bốn bạn chọn đáp án B, muối sulfua mà chọn cái bé N4 thì sai rồi. Muối SN4 này là muối sulfát nhá. Một câu đơn giản thôi. Nhưng mà sai câu này là toàn. Được chưa? Nếu khi ăn nhau không phải 25 điểm một, đây có bốn bạn sai, số 9 bạn đã nộp rồi. Thì ra có bốn bạn sai câu số 5. Đấy, mấy câu này thì nó đều là các câu liên quan đến màu thôi, là nói chung là phải nhớ được 7 8. Đấy, câu số 8 có một bạn sai nhận thành PV3 4, màu nâu đỏ nó phải là PV1 ba lần thì nó màu nâu đỏ. Mấy câu này thì chưa có gì, chúng ta phải lướt nhanh thôi, kịp với câu sau được. Câu số 9 là khá nhiều bạn sai một chất rắn màu đỏ nâu không gian trong nước. Không gian trong nước. Bạn chọn FM phát ra lời. Câu này hai cái màu đỡ đỡ nhau, cho câu này thì cũng hơi ấy nhỉ. FP2O3 không có cái nào phân biệt được. Đỏ đâu có đâu đỏ thì khác nhau một chút. Tuy nhiên thì chắc là bình thường thì chắc là người ta không đến mức mà cho hai ý sát nhau này đâu. Rồi, thì câu này là đáp án A thôi, nhưng câu này thì thôi không sao. Có lẽ là người ta sẽ không cho hai hai cái câu này cho hơi 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 đánh đố anh em tí. Tức là một cái đỏ đỏ nâu cái nâu đỏ hơi đánh đố một chút, nhưng bình thông thường thì nói chung là người ta ít khi người ta cho ở mức, tức là hai cái màu này nó rất là giống nhau, đỏ nâu nâu đỏ thì nó rất là giống nhau đấy, cho nên là chắc là bình thường người ta cho thôi, thì câu này cho hơi đánh đố. Cái màu này là màu màu câu 10 thì nó là màu đen, thì nó có ở phía sau phần cái chương nhận biết có màu ở chương này thì bị sót hay sao, mình cho trong sách người ta có thể ghi vào nhé. Câu số 11 hợp chất chỉ có tính oxy hóa, nhiều bạn là lúng túng. Câu này thì ở đây thì chúng ta có thể là xét đơn giản là chúng ta chỉ cần xét chắc thôi. Chỉ có tính oxy hóa thì cái này là không đơn giản thôi. Thì chúng ta phải dựa vào số oxy hóa. Ở đây chúng ta phải dựa vào số oxy hóa. Được chưa? Cái này là hoàn toàn đoán được, chứng tỏ là những bạn nào mà làm sai câu này là hoàn toàn là cũng chưa biết cái cách mà chúng ta phán đoán được, mà nó rất là chính xác luôn nhé, phán đoán không phải phán đoán có cơ sở chính xác luôn đấy nhé. Đấy, ở đây chúng ta thấy là các hợp chất sắt đang tạm thời chỉ cần quan tâm đến sắt thì chỉ cần quan tâm nguyên tố khác là chúng ta có thể chọn được. Chỉ tính oxy hóa thì chúng ta thấy đấy là sắt, thì chúng ta thấy là em thấy là sắt nhé, sắt thì chúng ta thấy là chúng ta có sắt không, sắt thì sắt không thì nó chỉ có thể là lên, nó có thể lên dương 2, lên sắt 2 cộng, hoặc là có thể lên sắt 3 cộng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó không xuống được, đúng không? Cái này nó không xuống được, cho nên là sắt này là chỉ có tính khử. Tính khử. Đồng ý chưa? Thế thì ngược lại, thế nếu mà sắt 2 cộng thì sao? Sắt 2 cộng thì chúng ta có thể lên được đến sắt 3 cộng. Lên được, nó là tính oxy hóa và chúng ta có thể dẫn chứng được phản ứng nhé. Đúng không? À, lên là tính khử, nhầm, xuống thì mới là tính oxy hóa. Xuống sắt không, đúng không? Lên đây là khử, là chất khử cũng được. Thế còn xuống đây thì là chất oxy hóa hoặc là tính oxy hóa đều được. Được chưa? Do đó hợp chất mà chỉ có tính oxy hóa thì nó sẽ là sắt 3 cộng. Sắt 3 cộng thì nó chỉ có thể xuống thôi. Sắt 3 cộng thì chúng ta thấy là nó có thể xuống sắt 2 cộng. Hoặc là sắt 3 cộng thì có thể xuống sắt không. Do đó là nó không thể lên được nữa, bởi vì số oxy hóa nó là cao nhất rồi. Suy ra là sắt 3 cộng này nó là chất oxy hóa, nó chỉ được thể hiện tính oxy hóa thôi mà không tính khử. Câu này là câu khá là đơn giản, bạn chưa chọn được đấy, do đó là câu này chúng ta hiểu chọn là đáp án B.
Còn trong này thì thực ra là cái hợp chất oxy là oxy này nó trừ hai nó không lên không được, cho nên là nó tương đối bền, không lên không được, không thử. Đấy nhá, thì chúng ta lưu ý cái tính chất hóa học nhé, từ đấy là chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như vậy là chúng ta có thể nắm bắt được tính chất hóa học thay vì nhớ. Dù cái này thì trong sách của thầy thì hoàn toàn là có rồi, rất là nhiều bạn cũng đã kịp đọc rồi nhưng mà không đúng. Tuy nhiên là ở đây thì chúng ta nếu mà chỉ nhớ không thì nó chưa phải là khi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, chúng ta cần hiểu được như thầy vừa nói nhé. Hợp chất sắt hai thì nó có thể lên được của tính cử, xuống được của tính oxy hóa. Chất sắt ba thì rõ ràng là nó chỉ có thể xuống được thôi, nhưng mà tính oxy hóa nhé. Chúng ta lưu ý nhé. Chưa? Cách đoán như thế. Đấy, câu 11 không khó lắm nhưng các bạn sai. Đúng túng không biết đoán này. Đấy, thì mấy câu này thì đơn giản thôi. Câu 12 chắc là không vấn đề gì đúng không? 13 cũng thế. Mấy câu này mọi người làm đúng hết. 14 này. Oxit nào bị oxy hóa khi mà phản ứng với H2O3 đấy, câu này nhiều bạn cũng rất là lung túng, thực ra thì nó cũng chả có gì cả, cũng đơn giản. Quy tắc này thì bạn nào học thầy lâu rồi thì mình thầy hướng dẫn rất là kỹ rồi. Ví dụ là ở đây chúng ta có CuO. Đúng không? Chúng ta có CuO nhé, mọi người có thể tranh thủ ghi chép lại một chút để chúng ta biết nắm được cái quy luật. CuO mà cộng với H2O3 thì nó sẽ ra gì, ra Cu3 hay được. Cu rõ ràng thì nó cao nhất nó chỉ là dương 2 thôi. Còn Cu là dương 2 thì cái này vẫn dương 2. Còn thằng nitơ này dương 5. Thì liệu có xuống được NO không? Ví dụ thế. Còn nước. Thì NO là dương 5, là dương 2. Thì rõ ràng là nếu mà thằng này dương 2 nhưng mà thằng này vẫn dương 2. Thì chẳng có thằng nào lên mà để thằng này xuống. Đúng không? Không có thằng nào lên, oxy với hydro cũng không lên, nó giữ nguyên. Cho nên là ở đây thì ta thấy là không có thằng nào lên cho nên là nó không xuống được. Không xuống được và như vậy là tôi mình cái này là không có sản phẩm này. Và cái hai cái chất còn lại là F2O3 và AlO2O3 tương tự. Đấy, mình đoán tương tự như thế. F2O3, AlO2O3 là tương tự. Còn duy chỉ có thằng F2O4. F2O4 thì chúng ta lưu ý là gì? F2O4 thì chúng ta nhớ cho thầy là trong sách cũng nói rồi đấy. Còn nói đến F2O4 thì nó là chúng ta thường để cho nó dễ ấy, thì chúng ta nhẩm nó là FeO với Fe2O3 nhé, nó là hỗn hợp của hai oxit. Thì cái này là dương 2. Như thế này là dương 3. Rồi nó cộng H2O3 ví dụ như H2O3 loãng. Được chưa? Thì nó sẽ là gì? Thì rõ ràng thằng dương 2 này nó lên được, thằng dương 3 thì không đổi rồi nhưng thằng dương 2 này có thể lên được. Lên là FeO3 3 lần, đấy. Chúng ta dựa vào số xóa chúng ta nhận định thôi. Nhiều bạn có thể làm đúng rồi nhưng mà có thể là chưa biết cách nhận định, chúng ta cố gắng để chúng ta nhận định nó thì có kiến thức nó có hệ thống hơn. Thằng dương 3 chứ nhỉ. Thằng meter dương 5 thì nó sẽ nếu là H2O3 loãng thì xuống NO là dương 2. Được chưa? Bạn nào vừa tranh thủ nộp rồi. Nhá, đấy thì đấy là câu 14 nhé. Câu 15 thì nó cũng tương tự như thế thôi. 15 có ai sai không? Có 15 vẫn có một bạn sai. Sinh ra hỗn hợp muối thì chúng ta cũng thấy là cũng giống câu trên thôi. Không? 15 nó sinh ra hỗn hợp muối thì nó phải là F2O4. Ừ, đúng rồi. F2O4. F2O4 này thực chất nó là FeO với cả ra là Fe2. Vì vừa sắt 2 vừa sắt 3. Phản ứng này là phản ứng không xuống. Đấy nhá. Đấy, câu 15 thì đơn giản thôi, được chưa? 16 vấn đề rồi. Mình phải đặt nóng. Không khí thoát ra thì nó cũng tương tự như câu trên thôi, đa phần mọi người chọn đúng hết. Đúng không? Nhóm chất sắt 3. Sắt 3 không lên được nữa. Nó tương tự như câu 14. Câu 14. 18 có nhiều bạn sai. Câu 18 này dễ này mà nhiều người sai thế.
17 chúng ta làm đúng lần 17 làm gần đúng rồi. Số bát là tăng cái V ba bốn này thì không phản ứng với H2 bốn loãng này, có phản ứng bình thường. Cái V ba bốn phản ứng H2 bốn loãng thì giống HCl này thôi, đổi thành gốc xung phát là xong. Cái 18 khá đơn giản cho các bạn làm sao. Thế là chọn kẽm là bởi vì kẽm cái này là chỉ gọi tôi dùng muối thì nó kẽm. Thì đơn giản thôi, nhanh đúng không? Đúng không? Câu mời cái nào đóng vai trò oxit bazơ đây thì nó là chính là phản ứng giữa oxit, là phản ứng giữa oxit bazơ với cả axit đấy. Ví dụ như là FeO này này nó thể hiện tính bazơ khi phản ứng với các cái axit như là H2S4 hoặc HCl đấy. Thế còn FeO nó thể hiện tính oxy hóa trong các phản ứng như là nhiệt nhôm này, CO và hydro. Ở đây là không có oxy nhé, không có oxy thì nó được kéo lên đấy nhé. Thế còn tính khử thì nó là lên, thằng FeO này nhớ thế đó. Thằng FeO nó ở giữa là sắt hai, có thể thể tính khử lên, tính oxy hóa là đi xuống. Thế còn tác dụng với cả axit thì là tính bazơ. Đấy là câu 19 nhé. Câu 20 thì chắc chúng ta cần làm tính SO2. Câu 2. Câu 21 này thì mình chọn phương pháp đơn giản để cho sắt vào thôi. Cho sắt vào để chúng ta loại bỏ đi. Ta sử dụng CuN4 thì nó sẽ thành nó sẽ tăng lại được. Vậy là mục tiêu của mình là loại bỏ CuN4 là thành công rồi, xong rồi đúng không? Câu 22 là câu khá nhiều bạn sai này. Và ở trên lớp làm rất nhiều bạn sai này. Câu hỏi mình sai. Ở đây người ta hỏi là cái này đóng vai trò tính oxy hóa và là chất oxy hóa. Chất oxy hóa. Câu này là câu mà có từ hồi lớp 10. Câu này tụi hồi lớp 10 là vai trò chất oxy hóa này. Ở đây H2O3 đóng hai vai trò, vừa là chất oxy hóa vừa là môi trường, nên người bạn sai thế này. Chọn đáp án C là chọn tổng. B không được. Không được chọn đáp án B là đáp án A. Không được. Từ chối hiểu. Khó hiểu, không hiểu sao mọi người chọn đáp án A với đáp án B nhỉ? Đáp án C thì nghe có vẻ hợp lý. Đấy, chưa biết đâu. Nào chọn đáp án A, đáp án B thì comment lên cho thầy xem nào. Thầy sẽ không đọc tên đâu. Các bạn khác cũng biết. Đấy, sắt dương 2 lên sắt dương 3 đúng không? Nitơ dương 5 xuống nitơ dương 2. Dương 5 xuống dương 2 thì là 3. Dương 2 lên dương 3 là 1. Bây giờ mình nhân 3 vào cái chỗ mà 1 này. Nhân 3 vào chỗ 1 này, đúng không? Đúng. Nhưng mà là chỗ 3 này để nguyên 1 thôi. 33 là 9 cộng 1 là 10, 10H2O3. 10H2O3 thì chỗ này sẽ là 5 nước. 5 nước. Được chưa? 10H2O3 thì sẽ là 5 nước nhé. Vậy là chúng ta sẽ suy ra được là gì? Nhưng mà vấn đề là cái 10 phân tử H2O3 này không phải là tất cả đóng vai trò chất oxy hóa đâu, một số nó đóng vai trò môi trường. Đó. Tức là chúng ta sẽ có 9 cái phân tử H2O3. Thì nó sẽ chuyển về O3 trừ. Đúng không? Nếu ba trừ này, nếu ba trừ trong trong viên muối này đúng không, 9 thằng 3 nhân 3 là 9 thì cái này là dương 5, cái này vẫn là dương 5. Thế còn thì cái 9 phân tử H2O3 này sẽ đóng vai trò là môi trường này. Do vì sao thầy bảo đề này nó hơi khó, tất nhiên một số bạn làm rất là tốt, những kiến thức lớp dưới bạn nhớ rất tốt, làm tốt. Vấn đề này có rất là nhiều kiến thức ở lớp dưới, lớp 10 rất nhiều. Chứ còn nó chỉ có một phân tử H2O3 thôi. Dương 5. Thì nó chuyển thành NO. Đó, một thôi, một thôi. Thì lúc này nó mới đóng vai trò là chất oxy hóa. Được chưa? Này nó đóng vai trò chất oxy hóa. Đó, cái này là
Nhiều bạn trai. Đấy, nếu mà có câu hỏi tương tự mình đang làm như thế nhá, cũng hay có cái vận dụng kiến thức một chút. Cái ba thì đa phần các bạn đều làm đúng rồi. Đúng. Đấy, ta nhớ là cái mối sát hại nó sẽ là giữa lên sát ba. Câu 25 cái người làm sao được mối sát hại thì phải kết thúc chọn nhưng CL2 thì phải thu được mối sát 3 chứ. Và nào sai câu này lưu ý nhé, phải đau lòng đấy. Nghiệp nào sau đây thu được mối sát 3 thì phản ứng kết thúc. Sao? 15 của người chọn C. Này rõ ràng mối sát 2 này người chọn C. Này các bạn chọn D. Sát 3 đây tác dụng HCl cho sát 2. Thì câu 25 26 là câu khá là dễ và nó sai thì chúng ta lưu ý nhé. Thế còn cái câu tiếp theo là câu này thì cũng tương đối dễ, câu này chắc nhiều người làm đúng. 6 FE chưa lớn ngay là bạn chọn thôi. Một bạn chọn FE chưa lớn ngay. Ở đây chúng ta thấy là nó cái bài 3 4 này tác dụng với cả H2O4 thì mình vừa viết bên trên rồi nhé. Thôi là chắc gần viết lại nữa. Ta sẽ có là cái này là Fe3O4 có rồi FeOH3 lần có này, hai này đều có luôn đấy. Rồi sau đó thì thằng FeS có luôn, FeS thì cụ thể là FeS này cộng với H2O4 thành FeSO4 cộng với H2S bay lên nhé. Còn đấy SL2 một số bạn đúng đúng không có là bởi vì cái này nó không tạo thành kết tủa, không tạo thành chất bay hơi. Cho nên không phản ứng được. Cái này đây là H2S4 bạn. Đấy, thì nếu mà chúng ta phản ứng trao đổi thì nó sẽ là FeS4 cộng HCl. Cái này là không bay hơi, không kết tủa gì đấy. Đấy, cái này tan. Này tan. Suy ra là không phản ứng. Rồi, đề này thì vẫn còn dễ hơn đề sau, còn khó hơn nữa. Đề sau mới là đề khó. Đề đấy, ví dụ câu 27 số 17. Ví dụ với H2O3. Số chất tác dụng được với FeNO3 hai lần. Bạn chọn CU, bạn chọn CU. Với một đây chúng ta chọn được hết là HCl này là cũng như là này. Đây ta cần cũng cần phải nắm cái phần khác thì có rồi ấy. Ví dụ với CL2 Fe2 cộng ví dụ CL2 chúng ta có Fe3 hai lần đúng không? Đó, phần thứ nhất là chúng ta sẽ có CL2 cộng với Fe2 cộng chưa được không? Đó, còn được chọn được hoặc là ta viết luôn cả chương trình phân tử đi. Chúng ta FeNO3 hai lần. Biết mọi người có tra đâu không làm cái này đúng nhiều lắm. Cái này bình thường các bạn làm sai nhiều lắm. CL này là không này. CL0 thì sẽ có xu hướng là xuống CL-1. Đấy, chúng ta cần phải nhớ được cách làm như thế nhé. CL0 thì xu hướng là đi xuống CL-1. Thì sẽ là FeCl3. Này dương 3. Thế còn FeCl3 này là trừ 1. CL này trừ 1 đấy. Sắt từ dương 2 lên dương 3. CL từ 0 xuống trừ 1. Thế còn gốc NO3 thì đi đâu thì bắt buộc cũng phải Fe NO3 3 lần nữa thôi. Để cách làm khác. Đấy thì chúng ta cần phải nắm được phản ứng nhé. Bởi vì suy cho cùng thì cuối cùng vẫn cần phải nắm được phản ứng. Có thể người ta hỏi cái tủa bay hơi ấy. Và có thể nhiều khi lại hỏi là hai muối, ba muối gì đấy. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải nắm được phản ứng. Còn CU thì không phản ứng được rồi. Sắt CU gì thì khác thì không phản ứng được. Nên CU là kim loại của muối, muối sắt không phản ứng được. HCl này nhiều bạn làm đúng được, đúng rồi. HCl nó xảy ra này. Không biết đâu. Đúng HCl này rất nhiều bạn làm sai. Bình thường theo kinh nghiệm của thầy là làm sai nhiều lắm. Sắt chúng ta xem là có đúng phản ứng không nhé. Ở đây sẽ là sắt 2 cộng, mình phải sắt 2 cộng. Còn với H cộng đây.
Còn với cả đối ba trừ. Đối ba trừ thì đi tơ đây là dư 5. Sẽ chuyển thành là sắp 3 cộng. Vâng, đi tơ từ sắp từ dư 2 đến dư 3. Đi tơ từ dư 5 xuống dư 2 thì... Đây là phương trình để phản ứng đối với trường hợp của Fn bằng 2 lần. Người làm có đúng các bạn không? Comment lên cho mình. Người làm có đúng không? Comment lên cho mình. Không biết có đúng phản ứng không? Các bạn nắm được đúng phản ứng. Để suy cho cùng phản ứng cũng cần phải nắm được. Bởi vì nó còn liên quan nhiều vấn đề lắm, chứ nếu mà không phải là người đang viết sai. Thực tế là rất nhiều bạn là làm đúng cái này, chọn đúng cái chất HCl này thì cũng hơi bất ngờ. Bởi vì nói chung là kinh nghiệm là không phải là ấy đâu. Mà các khóa trên rồi là các bạn trước đều sai cái phản ứng này hết, nếu mà không nhắc vấn đề lần đầu thì đều thậm chí là viết là không phản ứng. Còn AgNO3 thì ở đây thì cái cuối cùng là AgNO3 thì nó sẽ là phản ứng quen thuộc thôi, được theo quy tắc alpha. AgNO3 thì ta nhớ là nó có phải sắt 2 cộng cộng AG cộng và sắt 3 cộng cộng AG. Này theo quy tắc alpha nhé, học ở chương trước rồi. Thế thì đấy, thế là xong câu 27 nhé. Còn câu 28 chắc nhiều bạn làm. Câu 28 các bạn chọn FeS4 giống câu trên. FeS4 HCl nói rồi đúng không? FeS3 4 đúng rồi, FeNO3 hai lần vừa bên trên rồi. FeCO3 thì nó cũng giống muối carbonat thôi. FeCO2 biết. Đấy thì chúng ta đã qua được cái đề này cũng lâu hết, bây giờ 20 phút rồi. Đề này có lẽ nó còn dễ hơn đề D, đề D nhiều câu khó nữa. Lạ. Trong sách cũng có rồi, không biết là bạn tra nhanh hay là tra trên mạng để làm đúng. Nhưng mà mình cũng cần phải có cái tư duy về cách lựa chọn cái phản ứng một chút, biết nó lên xuống hay là tính bazơ hay tính axit. Được chưa?